Philippines tuyên bố không thỏa hiệp với Trung Quốc về phán quyết Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. vào hôm 12 tháng 7 khẳng định phán quyết Biển Đông vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực là không thể thương lượng. Ngoại trưởng Locsin cho biết trong một thông báo rằng Tòa trọng tài đã ra phán quyết rằng yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông là không có căn cứ pháp lý. Bên cạnh đó, ông cũng viện dẫn những hành vi của Trung Quốc vi phạm phán quyết, trong đó có việc cải tạo quy mô lớn và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở Biển Đông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ngoại trưởng Philippines cho hay tuân thủ phán quyết phù hợp với nghĩa vụ của Philippines và Trung Quốc phải theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi kỷ niệm ngày ra phán quyết như một cách để đề cao pháp quyền trong việc giải quyết tranh chấp và chỉ ra rõ ràng bên nào sẽ là bên sai khi khăng khăng với những yêu sách đi ngược lại phán quyết. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp 4 năm ngày Tòa án trọng tài thường trực, gọi tắt là PCA ở The Hague, Hà Lan đưa ra phán quyết Biển Đông. Trước đó, vào đầu năm 2013, Philippines đã nộp hồ sơ kiện đường chính đoạn Trung Quốc đơn phương vẽ ra để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Sau đó, đến ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA đã ra phán quyết khẳng định đường chính đoạn không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố bác bỏ và không thi hành phán quyết này. Sau khi lên nắm quyền năm 2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thực thi chính sách xích lại gần Trung Quốc và né tránh thực thi phán quyết của PCA vì cho rằng điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh. Tuy nhiên, lãnh đạo Philippines từ năm 2019 bắt đầu thay đổi giọng điệu với Trung Quốc sau khi chịu nhiều sức ép từ giới chức và dư luận trong nước.